Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món ba rọi xốt tách. Ở đây mình dùng là khoảng là 400g thịt ba rọi heo nha. Thì mình sẽ xắt cái miếng là không quá mỏng cũng đừng quá dày. Mỏng quá thì mình chiên ăn nó bị khô lắm, còn dày quá ăn nó ngán. Mình xắt vừa vải như thế này là được. Nó chưa tới 1cm đâu các bạn. Khi mua về thì mình sẽ rửa sạch rồi mình sẽ trần sâu qua nước sôi á, để mình dễ xắt hơn. Một quả trứng gà, khoảng một muỗng canh rưỡi nước cốt tách, bột chiên giòn. Bột chiên giòn thì các bạn dùng hiệu nào cũng được hết nha. Ở đây mình dùng tầm khoảng 2/3 chén này, mình nhắm chừng thôi. Một ít tắc thì mình sẽ sắc mỏng. Khoảng một muỗng canh vung tỏi băm, một ít hành lá, ớt sắc sợi. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay và làm. Tiếp theo mình sẽ đi ướp thịt nha. Mình cho vào đây một muỗng cà phê bột tỏi. Mình ướp bột tỏi vào thịt nó thơm lắm các bạn. Nửa muỗng cà phê ớt bột, khoảng 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1/3 muỗng cà phê muối. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Các bạn ướp cái thịt này cho mình là khoảng 10 phút nha. Và sau đó mình mới cho trứng gà với bột vô, ướp trước cho nó thơm thịt. Trong lúc đợi ướp thịt á, mình sẽ đi pha cái phần nước sốt tắc nha. Mình cho vào đây một muỗng canh đường, 2/3 muỗng canh nước mắm, 1/1 muỗng canh tương ớt. Giờ mình sẽ khuấy đều lên. Phần nước sốt tắc thì mình sẽ làm đơn giản như thế này thôi. Mình sẽ không cho thêm các gia vị khác để tránh làm mất cái mùi nước cốt tắc. Quay trở lại phần thịt á, bây giờ mình sẽ cho cái phần trứng gà vô. Mình đảo đều lên, trộn cho thật là đều để đảm bảo là thịt nó sẽ áo đều trứng gà nha các bạn. Có thời gian ấy thì mình có thể mình để ướp khoảng 5 phút cũng được, để cho nó ngấm cái trứng gà nó mềm thịt hơn. Sau đó mình sẽ trải thịt ra cho nó đều và mình rắc bột lên nha các bạn. Lượng bột thì tùy theo mình thích ăn bột nó dày một chút, hoặc là sau đó mình canh mình rắc từ từ thôi. Mình thấy thiếu thì mình cho thêm. Nhưng hiện tại nó còn thiếu nè, rắc thêm một ít nữa. Mình còn dư lại một ít bột, nhưng mình không có xài hết. Nó như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đem đi chiên nha. Dầu nóng rồi mình sẽ cho thịt vô, nhưng mà nó nóng vừa phải thôi, đừng có nóng già quá nha. Đó, mình gấp từng miếng mình cho vô cho nó đẹp, chứ mình đừng có đổ cái ào vô nha các bạn. Sau khi mà mình cho thịt vô hết rồi đó, mình sẽ bắt đầu mình để lửa lớn trở lại nha, để cho dầu nó nóng lại. Miếng nào nó rám vàng thì mình sẽ lật trở lại. Nó hơi chật chút xíu nhưng mà hồi thịt nó teo lại là được rồi các bạn. Nó không có chật đâu. Với lại mình chiên một lần nó dễ hơn. Miếng nào vàng thì mình sẽ gấp ra trước nha các bạn. Do là mình có áo bột rồi á, nên thành ra nó rất là ít bị văng, gần như là nó không văng á. Nhưng mà các bạn phải áo bột kỹ cho nó đều.
Mình vẫn dùng cái chảo này nha, mình sẽ chừa lại một ít dầu ăn. Sau đó mình sẽ cho tỏi vô, mình phi cho nó vàng thơm lên. Giờ tỏi bắt đầu vàng rồi nè, mình sẽ cho nước sốt tắc vô. Mình đảo sơ như thế này mình tắt bếp liền. Thì tại vì cái nước tắc mình nấu lâu quá nó mất đi cái mùi thơm. Mình chỉ cần nấu cho nó sôi lên là được. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái thịt mà mình đã chiên vô, mình trộn đều lên là được các bạn. Mình đảo đều lên cho nó ngấm sốt là được. Món của mình như vậy đã xong rồi các bạn. Rất là nhanh gọn luôn á. Ở ngoài thì nó sẽ giòn một lớp mỏng áo đều cái sốt tắc. Món ba rọi sốt tắc ngày hôm nay mình có thể mình ăn chung với cơm nha. Món này làm khá là nhanh gọn và đơn giản luôn á. Kiểu như nó sốt chua ngọt á các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Thịt màu rất là đẹp. Bên ngoài thì nó sẽ áo một lớp bột mỏng giòn. Bên trong thì thịt không có bị khô các bạn. Tại do mình xắt thịt nó không quá mỏng. Các bạn xắt thịt mỏng thì nó dễ khô thịt lắm. Về độ chua của nước cốt tắc thì mình thích nhiều, mình dùng nhiều. Hôm nay nhà mình thì dùng hơi nhiều nước cốt tắc nên nó sẽ hơi chua chua ngọt ngọt. Vị chua nó hơi nhiều chút xíu. Mình không thích thì mình sẽ bớt lại nha. Tắc mình làm cái món này ăn rất là hợp. Hoặc các bạn dùng chanh cũng được, nhưng mà mình thấy tắc thì nó sẽ ngon, nó thơm hơn. Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.